Chào các em. Tiếp theo, hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung bài 2 đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0. Trong chương trình toán lớp 9, các em chú ý là trước khi đi vào nghiên cứu cái phần bài số 2 này, chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ một chút để có câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, em hãy nêu tính chất của hàm số y bằng ax bình phương. Nào, chúng ta có thể nêu như sau. Hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0. Các em chú ý, nếu mà a mà lớn 0 thì hàm số này nghịch biến khi x nhỏ hơn 0 và đồng biến khi x lớn 0. Còn nếu a mà nhỏ hơn 0 thì hàm số này sẽ đồng biến khi x nhỏ hơn 0 và nghịch biến khi x lớn 0. Đấy là tính chất của hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0. Rồi, đã có câu hỏi tiếp theo. Và hãy điền vào ô trống với các giá trị tương ứng của y vào trong bảng sau. Rồi, với những cái giá trị này thì ta chỉ việc thay cái giá trị của x vào vị trí của x ở trong hàm số y bằng 2x bình và y bằng âm 1 phần 2 x bình, là ta sẽ có giá trị tương ứng của y với giá trị của x đã biết. Rồi, ta có giá trị thứ nhất, số của y bằng 18, giá trị thứ hai của y là bằng 8, giá trị thứ ba y bằng 2, x bằng 0 của y bằng 0. Tương tự nó có tính đối xứng, như vậy là ta có cái này là bằng x bằng 1 y bằng 2, x bằng 2 y bằng 8 và x bằng 3 y bằng 18. Tương tự như ở đồ thị hàm số dưới, x khi x bằng âm 4, ta thay vào ta sẽ được là y bằng âm 8, x bằng 2 ta được y bằng x bằng âm 2 ta được y bằng âm 2, x bằng 1 ta được y bằng 0,5 bằng âm 1,2, x bằng 0 y bằng 0. Tương tự là có x bằng 1 y bằng âm 1,2, x bằng 2 thì y bằng âm 2, và x bằng 4 thì y bằng âm 8. Và đây là bảng giá trị tương ứng của y theo x của hai cái hàm số y bằng 2x bình và y bằng âm 1 phần 2x bình. Rồi, em để ý thì ông hỏi tiếp theo. Và chúng ta còn biết là đồ thị hàm số y bằng ax với a khác 0 và y bằng ax cộng b với a khác 0 có dạng như thế nào? Ta dễ dàng trả lời được là đồ thị của hai cái dạng hàm số này với a khác 0 thì ta có là nó đều là những đường thẳng, nó có dạng đường thẳng. Riêng đồ thị hàm số y bằng ax với a khác 0 nó đi qua góc tọa độ. Còn đồ thị này thì nó không đi qua góc tọa độ. Đây là hai cái dạng và đồ thị hàm số y bằng ax, và cụ thể là y bằng 2x. Trường hợp thứ hai là y bằng ax cộng b, và cụ thể là y bằng 2x cộng 3. Thầy hỏi câu hỏi như sau. Vậy đồ thị hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0 thì có hình dạng như thế nào? Để biết được hình dạng nó như thế nào thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu bài học hôm nay. Và các em để ý, ở đây trong thực tế chúng ta gặp một số các cái hình dạng, những cái hình rất là đẹp. Đó là những hình của những vòi nước. Và các em thấy nó tạo ra những đường cong rất là mềm mại. Thì những cái đường giọt nước này, những cái đường cong này, nó đã thể hiện nào cái đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0 các em. Rồi còn đây một vài hình dạng nữa, các em nhìn thấy ở những cái đài phun nước, các em thấy là nó tạo ra những cái đường cong nó rất đẹp. Những cái đường này người ta còn gọi là những đường parabol. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nội dung bài 2 đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0. Trước tiên các em đi xét cái đồ thị
và hàm số y bằng 2x bình phương. Để lập được vẽ được đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương, chúng ta cần lập một cái bảng giá trị của y theo x. Các em chú ý, ta lập một bảng giá trị các cặp giá trị tương ứng của x và y như sau. Các em chú ý, những cái bảng này chúng ta biết cách lập rồi, đúng không nào? Không nói lại nữa. Chúng ta sẽ lập được một cái bảng giá trị này. Từ cái bảng giá trị này, ta sẽ đi xác định gọi các cái cặp điểm. Đấy, các em chú ý, đây chúng ta sẽ cặp này ta sẽ được một cặp điểm. À, với mỗi cặp điểm như thế, các em để ý đấy, với mỗi một cặp số x y, ta được một cặp điểm. Ở đây ta được một cặp. Đấy, ví dụ như là thầy lấy cặp này là điểm A chẳng hạn. Đấy, nó tương ứng với điểm A chẳng hạn. Em hình dung nhé. Thì điểm A của chúng ta ấy, nó sẽ có tọa độ là âm 3 và là 18. Đó. Tương tự như thế thì mỗi cái cặp ở phần sau này chúng ta sẽ có một cái cặp điểm tương với nó. Đúng vậy, các em sẽ có như sau. Trên mặt phẳng tọa độ ta lấy các điểm, điểm A sẽ có tọa độ là âm 3 và 18. Điểm B có tọa độ là âm 2 và 8, điểm C có tọa độ âm 1 và 2. Và điểm O có độ là 0,0. Tương tự ta lấy điểm A phẩy có độ là 3, 18, B phẩy có độ là 2, 8 và C phẩy độ là 1, 1, 5, 1, 2. Bắt đầu trên là trục tọa độ này. XOY ta sẽ xác định các cái điểm A, B, C, O và A phẩy, B phẩy, C phẩy như sau. Trước tiên ta xác định tọa độ điểm A. Điểm này sẽ có tọa độ là âm 3 và 18, ta sẽ được điểm A. Sau đó ta xác định tọa độ điểm B có tọa độ là âm 2 và 8. Sau đó ta định điểm C có tọa độ là âm 1 và 2. Và ta có điểm O chính là điểm ở gốc tọa độ này. Sau đó ta đang xác định điểm A. Em chú ý điểm A phải có tọa độ là 3 và 18. Sau đó ta xác định điểm B phải có tọa độ là 2 và 8. Sau đó ta xác định tọa độ điểm C có tọa độ là 1 và 2. Sau khi mà chúng ta xác định được các cái điểm này rồi thì bây giờ chúng ta dùng nét kẻ về bút chì, chúng ta tô lại những cái điểm này lại. Đã có đồ thị hàm số này dạng như sau. Vậy đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương đi qua các điểm có hình dạng như sau. Các điểm này gồm các điểm nào? Đó là A, B, C, O, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Các em chú ý là chúng ta càng lấy nhiều điểm thì cái đồ thị này chúng ta vẽ nó càng chính xác. Là tất nhiên là chúng ta lấy tối thiểu ở đây là 7 điểm chúng ta vẽ. Chúng ta có đồ thị hàm số y bằng 2x bình phương. Đây là dạng đồ thị hàm số y bằng 2x bình phương. Rồi, chúng ta lại đi xét tiếp. Là các em để ý. Các em nhìn vào đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương bên trên hình vẽ. Giờ chúng ta sẽ đưa ra một số cái nhận xét. À, theo nhận xét thứ nhất, hãy cho thầy biết là đồ thị này nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành. Rất dễ đúng không nào? Trục hoành chúng ta đã biết là đây chính là trục hoành. Vậy là phần bên này nó nằm ở phía bên trên, và nếu nó nằm ở phía này nó nằm ở phía dưới. Vậy ta trả lời được ngay đúng không nào? Đồ thị y bằng 2x bình phương. Các em chú ý nhé, y bằng 2x bình phương. Nó nằm phía trên trục hoành. Nó nằm ở phía trên trục hoành. Rồi tiếp theo, vị trí các cái cặp điểm A, A phẩy thì có đối xứng nhau qua trục OY không? Thì ta thấy là vị trí các cái điểm A, A phẩy đối xứng nhau qua trục OY. Tương tự thì các em cũng thấy rằng là vị trí các cái điểm B, B phẩy, C, C phẩy cũng đối xứng nhau qua trục OY. Đây là cái nhận xét thứ hai, các em chú ý. Hay nói khác là các cặp điểm A, A phẩy, B, B phẩy và C, C phẩy đối xứng nhau qua trục OY. Rồi, điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị? Các em chú ý, điểm thấp nhất của đồ thị ở đây chính là điểm O. Là điểm này có tọa độ là 0,0.
Đấy, lúc này là y có giá trị bằng 0. Vậy ta nói là điểm thấp nhất của đồ thị này là điểm O có tọa độ là 0,0. Và vừa rồi chúng ta vừa trả lời xong hỏi chấm 1 và đưa ra một số cái nhận xét về đồ thị hàm số y bằng ax bình phương với cái dạng ở đây là chúng ta chú ý là đồ thị nó là y bằng 2x bình phương. Rồi, tiếp theo các em đi vẽ thế nào cái đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình. À, để vẽ cái đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình này thì chúng ta cũng phải làm gì nào các em? À, chúng ta lập ra một cái bảng để tìm ra cái cặp tương ứng của các cặp số x và y. Lập bảng biểu diễn mối quan hệ giữa các cặp số x và y. Thì chúng ta thấy là tối thiểu của chúng ta là sẽ dùng khoảng 7 cặp. Chúng ta từ như sau. Xét các cái cặp giá trị tương ứng của x và y. Chúng ta có là với x, chúng ta lấy các cái giá trị âm 4, 2, âm 2, âm 1, 0, 1, 2 và 4. Chúng ta sẽ có các cái giá trị tương ứng của y, âm 8, đó, âm 2, âm 1 phần 2, 0, 1, âm 1 phần 2, âm 2 và âm 8. Rồi, bây giờ chúng ta cũng đi ra và lấy các cái điểm. Với mỗi cái cặp này chúng ta lấy thành một điểm. Thì là lấy như sau. À, trên mặt tọa độ chúng ta sẽ đi lấy các điểm, điểm M có tọa độ là âm 4, âm 8, điểm N có tọa độ là âm 2, âm 2, điểm P có tọa độ là âm 1, và âm 1 phần 2 và điểm O có tọa độ là 0, 0. Tương tự ta lấy điểm M phẩy có tọa độ là 4 và âm 8, điểm N có tọa độ là 2, âm 2, điểm P có tọa độ là 1, 1, âm 1 phần 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi xác định ở trên cái là trục tọa độ x y này các cái điểm m n p o và m phải n phải p. Và trước tiên chúng ta xác định được tọa độ điểm m đó, điểm m, sau đó chúng ta xác định tọa độ điểm n nên chí và chúng ta xác định tọa độ điểm p. Nên chí là cái điểm o thì nó là gốc tọa độ rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi xác định điểm M phải. Đây là điểm M phải. Sau đó chúng ta xác định điểm N phải. Và tiếp tục chúng ta xác định tọa độ điểm P phải. Sau khi xác định được các cái điểm này rồi thì bây giờ chúng ta dùng bút và chúng ta nối các điểm này lại với nhau. Thì ta sẽ được đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình phương. Ta có đồ thị biểu diễn đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình là đường cong như hình bên đó các em chú ý. Thế dựa vào đây thì các em cũng ra nhận xét làm theo các cái nhận xét các em chú ý. Là chúng ta đưa ra cái nhận xét tương tự đối với cái đồ thị hàm số y bằng 2x bình cho cái nhận xét cho cái hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình. Rồi cái thứ nhất là cái đồ thị hàm số này nó nằm ở phía trên hay phía dưới của trục hoành các em? Rồi chúng ta thấy là nó nằm ở phía dưới của trục hoành đúng không? Rồi tương tự thì các em thấy là các cái cặp số cặp điểm này, m m phải n n phải và p phải nó đối xứng nhau qua đâu? À, nó đối xứng nhau qua trục OI và cái hàm số này nó có điểm cao nhất là điểm nào? À, điểm cao nhất của chúng ta chính là điểm O, nó có tọa độ là 0,0. À, ta đưa ra nhận xét như sau. Ta có đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình nó nằm ở phía dưới trục hoành. Nhận xét thứ hai là vị trí của các cặp điểm P, P phải, N là phải, M và phải đối xứng nhau qua trục OI. Và nhận xét thứ ba là điểm cao nhất của đồ thị này chính là điểm O, tọa độ là 0,0. Đó, các em chú ý chúng ta quan sát lại một lần nữa về các cái đặc điểm đồ thị của hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình. Đấy, thầy trò chúng ta đã đưa ra
hai cái nhận xét, một cái nhận xét cho cái đồ thị hàm số y bằng ax bình phương với a là lớn 0, và một cái nhận xét là cho đồ thị hàm số y bằng ax bình phương với a nhỏ hơn bằng 0. Đó là a bằng 2 thì lớn 0, a bằng âm 1 phần 2 thì nhỏ 0. Bây giờ chúng ta sẽ rút ra những nhận xét tổng quát. Các anh chị, ta sẽ đưa ra những cái nhận xét tổng quát nhất cho hai cái dạng đồ thị này. Các anh chị, chúng ta có cái nhận xét như sau. Đối với đồ thị hàm số mà y bằng ax bình phương thì nó là một đường cong. Các em nhận xét là nó là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục OI. Các anh chị nhớ, nó nhận trục OI là trục đối xứng. Và đường cong này, các em chú ý nhé, sau này người ta gọi nó là parabol. Với đỉnh là O. Đấy, đỉnh của nó là O. Và có cái nhận xét thứ hai, nếu mà các em chú ý, nếu A mà lớn 0, nếu A mà lớn 0 thì đồ thị hàm số này nó nằm ở phía trên của trục hoành và điểm O là điểm thấp nhất của đồ thị. Đó, các em chú ý. Ngược lại, nếu mà A mà nhỏ hơn 0, các em chú ý, nếu A nhỏ hơn 0 thì đồ thị hàm số này nó nằm ở phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị. Các em chú ý, ở đây chính là điểm lớn nhất đồ thị. Còn nếu mà A mà lớn 0 thì ta sẽ có điểm thấp nhất hay là có điểm nhỏ nhất. Các em chú ý, giá trị là có giá trị nhỏ nhất. Rồi, em vừa đưa ra những cái nhận xét tổng quát nhất cho đồ thị hàm số y bằng ax bình phương. Và các em chú ý nhé là đây là đường cong đi qua gốc tọa độ mà người ta gọi đó là parabol đối với đỉnh O. Bây giờ chúng ta đi làm theo cái hỏi chấm 3. Nếu cho cái đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2x bình phương, nó hỏi là trên đồ thị hàm số này hãy xác định điểm D có hoành độ bằng 3. Thì làm thế nào để chúng ta xác định được điểm D có hoành độ bằng 3? Và lưu ý là tìm tung độ của điểm D bằng hai cách nhé, bằng đồ thị và bằng cách tính y với x đã cho, và so sánh kết quả của hai trường hợp đó. Thì các em thấy là muốn xác định điểm D có hoành độ bằng 3 thì ta chỉ việc là gì thôi, từ cái hoành độ bằng 3 này ta kẻ một đường thẳng vuông góc với trục OI, nó cắt đồ thị hàm số ở đâu thì đấy chính là D. Như vậy ta có như sau. Cách vẽ bằng đồ thị ta có là các em chú ý, chúng ta sẽ một đường thẳng đi qua cái hoành độ là 3 và vuông góc với trục OX, và cái này nó cắt cái hàm số đồ thị hàm số ở đâu thì đấy chính là điểm D. Thế từ cái điểm D này chúng ta gióng sang và cắt trục tung ở đâu thì ta có tung độ của điểm D. Và nhìn đây thì ta sẽ có là điểm D có giá trị là tung độ là hoành độ là 3 và tung độ là 4,5. Đó, ta có điểm D sẽ có tọa độ là 3 và âm 4,5. Đây là âm 4,5, các em chú ý. Rồi, tiếp theo, người ta bảo là gì? Là tìm tung độ của điểm D bằng hai cách. Bằng đồ thị thì chúng ta đã xác định được rồi, đúng không? Còn bằng cách tính y với x bằng 3 để so sánh hai kết quả. Các em bây giờ chúng ta tính như sau. Rồi, chúng ta tính như sau. Bằng cách tính thì ta có là với x bằng 3 thì ta có là gì? Thay vào cái hàm số này ta có là y sẽ bằng âm 1 phần 2 nhân với 3 bình phương, và 3 bình phương thì bằng 9, nó gọi là âm 1 phần 2 bình phương nhân với 9 và sẽ bằng 9, âm 9 chia cho 2 và bằng âm 4,5. Và nhìn vào đây thì ta thấy là hai kết quả hoành độ này, hai kết quả tung độ này có giá trị là bằng nhau, đúng không? Chúng ta có cái so sánh là hai tung độ này có giá trị bằng nhau, hai cách đều có giá trị bằng nhau. Để các em lưu ý cho thầy áo cách làm chúng ta có thể tìm như vậy. Rồi, ý B của câu này người ta hỏi là sao? Trên đồ thị hàm số
xác định điểm có tung độ bám âm 5 và có mấy điểm như thế, không làm nó tính, hãy ước lượng giá trị của hoành độ mỗi điểm. Các em chú ý là cách làm của chúng ta là chúng ta sẽ từ cái tung độ mà có là trị bằng 5, chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng song song với trục hoành, kẻ một đường thẳng song song với trục hoành và nó cắt đồ thị hàm số ở điểm nào, thì ta sẽ từ cái điểm đó ta gióng xuống trục hoành, gióng vuông góc của trục hoành, ta sẽ xác định được hoành độ. Như vậy là cái đường thẳng mà đi qua điểm có tung độ bằng âm 5 nó sẽ cắt cái đồ thị hàm số này tại hai điểm. Như vậy là sẽ có hai hoành độ và tương ứng với cái tung độ bằng âm 5. Đó, như vậy các em sẽ có giá trị này. Và từ đây thì ta gióng xuống, ta sẽ tính được giá trị của hoành độ. Nếu hoành độ là bao nhiêu thì các em thấy là ta có tung độ là bằng âm 5 rồi. Thì ta sẽ biến đổi thôi. Là ta có thể thực hiện phép tính, người ta tính cũng được. Nhưng người ta bảo là không tính thì ước lượng. Thì ước lượng ở đây là các em sẽ thấy là nó có giá trị là cỡ 3, đấy, 3,2 đúng không? Mình độ của nó có giá trị khoảng 3,2 và âm 3,2. Mình độ dương là 3,2 và mình độ âm là âm 3,2. Em gió xuống, nó sẽ có được giá trị của nó. Rồi, giờ thì chúng ta cùng làm xong hỏi chấm chấm 3. Rồi, các em chú ý, phần D chúng ta nói là có hai cách, có hai điểm như thế. Rồi, bây giờ các em chú ý thì anh xong. Cái chú ý thứ nhất thì chúng ta nghiên cứu về đồ thị hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0. Đó là đồ thị hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0 thì luôn đi qua gốc tọa độ và nhận trục tung vô y đó, làm trục đối xứng. Nên khi vẽ đồ thị của hàm số này thì các em chú ý là ta chỉ cần tìm một số những điểm ở bên phải của trục vô y, rồi sau đó thì lấy đối xứng với chúng qua vô y. Chẳng hạn như đồ thị hàm số, chúng ta xét đồ thị hàm số đó, y bằng 1/3 x bình phương. Lúc này ta lập bảng giá trị tương ứng với các giá trị là x bằng 0, y bằng x bằng 1 và x bằng 3. Đó, đó thì các em điền giá trị vào, nghĩa là có là x bằng 0 thì ta sẽ được là y bằng 0, và x bằng 1 thì ta được là y bằng 1/3. Và tương tự ta có x bằng 2 chẳng hạn thì y sẽ bằng 4/3, và x bằng 3 thì y sẽ bằng 3. Tương ứng với đó thì bây giờ ta chỉ việc lấy đối xứng với nó qua với bên kia, y vẫn có giá trị như thế. Các em thấy là x mà bằng âm 1 y bằng 1/3. Các em thấy tương tự x bằng âm 2 thì y nó có giá trị là đối của nó là x bằng âm 2 thì đối với lại x bằng 2, như vậy là giá trị của y thì bằng 4/3. Tương tự với x bằng âm 3 thì nó sẽ có giá trị tương ứng với x bằng 3. Đúng vậy, nó có y trong trường đó là bằng 3. Đúng vậy là khá là dễ dàng, đúng không? Công việc của chúng ta không phải tính toán nhiều lần, chúng ta chỉ cần tính một vế thôi. Các em chú ý, vế nào thuận lợi thì chúng ta tính. Và thông thường thuận lợi nhất là chúng ta tính cái giá trị mà khi x lớn hơn 0. Sau đó các em lấy cái giá trị đối xứng thôi là được. Và cái chú ý thứ hai, các em cần chú ý cái đồ thị minh họa một cách trực quan nhất. Các em chú ý cái đồ thị hàm số y bằng ax cộng b, nó minh họa cho chúng ta một cách trực quan nhất về tính chất của hàm số. Đó. Chẳng hạn như các em thấy là đồ thị của hàm số đấy, y bằng 2x bình phương. Đó. Cho ta thấy, các em nhìn vào đồ thị hàm số nhé, nó cho ta thấy này, khi x âm và tăng thì đồ thị nó đi xuống, có nghĩa là nó nghịch biến. Các em chú ý, ta minh họa khi x mà nhỏ hơn 0 và tăng thì đồ thị hàm số đi xuống, chứng tỏ hàm số này nghịch biến. Tương tự với x dương và tăng, các em chú ý thì đồ thị hàm số là đi lên, là chứng tỏ hàm số này nó đồng biến. Đấy, khi x lớn hơn 0, các em chú ý
Vừa rồi chúng ta vừa có hai cái chú ý đến đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương với a các không. Em lưu ý phải có hai cái chú ý đó trong quá trình làm bài, chúng ta vận dụng một cách linh hoạt và nhanh nhất. Bây giờ các em để ý đến cái đồ thị của hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình. Cái hàm số này nó cho ta thấy điều gì? Các em thấy là nó cũng minh họa cho chúng ta cái tính đồng biến nghịch biến của hàm số. Các em lưu ý như sau. Khi x mà nhỏ hơn 0 và tăng thì đồ thị hàm số đi lên. Điều này chứng tỏ là hàm số đồng biến trong cái khoảng này, trong cái khoảng là x nhỏ hơn 0. Còn trong cái khoảng mà x lớn hơn 0 và tăng thì đồ thị hàm số các em thấy là nó giảm dần. Cái này chứng tỏ là cái đồ thị hàm số này là nghịch biến ở trong cái khoảng này. Như vậy chúng ta thấy là đồ thị của hàm số thì nó minh họa cho nó còn ngoài ra nó còn minh họa cho chúng ta cái tính đồng biến nghịch biến của hàm số. Được rồi, bây giờ chúng ta sang làm cái bài tập số 4 trang 36 trong sách giáo khoa. Thứ nhất là chúng ta đi vẽ cái đồ thị của hàm số. Nếu muốn vẽ được thì chúng ta đi hoàn thành nốt cái bảng giá trị tương ứng của x và y trong cái bảng bên trên hình vẽ, bên trên màn hình. Từ đây chúng ta lập là như sau. Chúng ta thay số, thay x vào đây thôi, và chúng ta sẽ thấy giá trị thứ nhất x bằng âm 2. Ở đấy là đối với hàm số y bằng 3 phần 2 x bình và có y bằng 6. Tương tự với x bằng âm 1 thì ta được là y bằng 3 phần 2 và x bằng 0 thì y bằng 0. Tương tự thì các em thấy là nó có tính đối xứng, như vậy là x bằng 1 thì y sẽ bằng 3 phần 2 và x bằng 2 thì y bằng 6. Em chú ý hàm số ở dưới cũng vậy, nó tính là với x bằng âm 2 thì ta sẽ có y bằng âm 6. Nếu mà có tính đối xứng cả cái hàng trên nhé, là x bằng âm 1 thì hàm số dưới này y sẽ bằng âm 3 phần 2, x bằng 0 thì y bằng 0. Tương tự nó đối tính đối xứng, chúng ta có cái này bằng âm 3 phần 2, ở đây sẽ bằng âm 6. Căn cứ vào đây chúng ta lấy các cái điểm và từ đó ta sẽ vẽ được đồ thị hàm số của nó, của hàm số y bằng 3 phần 2 x bình và y bằng âm 3 phần 2 x bình. Đó, lấy các điểm và chúng ta vẽ được cái hàm số thứ nhất là y bằng 3 phần 2 x bình và đồ thị hàm số ở bên dưới là y bằng âm 3 phần 2 x bình. Các em chú ý nhìn vào đồ thị hàm số này thì các em dễ dàng ta đưa ra được cái nhận xét về tính đối xứng của đồ thị hàm số với trục x. Các em thấy hai cái hàm số này nó còn có tính đối xứng qua trục x. Các em thấy là tương ứng với mỗi giá trị của x nhé, thì ta xác định được cái này các em để ý là hai giá trị của y tương ứng của từng cái hàm số đã cho, và hai cái giá trị đấy là có giá trị đúng nhất. Hay nói khác là hai cái hàm số này thì đối xứng nhau qua trục OX. Các em thấy cái giá trị thứ nhất đây là x bằng âm 1, người ta thấy là y thứ nhất là cái điểm thứ nhất là chúng ta xác định là đối với hàm số y bằng 3 phần 2 x bình thì nó sẽ bằng 1,5. Còn đối với cái hàm số y bằng âm 3 phần 2 x bình thì nó bằng âm 1,5. Các em chú ý, gọi là hai cái điểm này thì nó đối xứng nhau qua trục OX. Tương tự thì các cái cặp số khác với cùng cái giá trị hành độ thì ta sẽ cũng được cái giá trị trung độ, có giá trị đối xứng nhau qua trục OX. Đúng không? Còn chúng ta tiếp theo các em điền để phân tích và các cái khẳng định mà em cho là đúng hay là sai. Này, chúng ta thấy là đồ thị hàm số y bằng 3x bình là một parabol với vuông gốc tọa độ và nằm phía trên trục hoành. Đây là một khẳng định đúng. Còn đồ thị hàm số y bằng âm 2,5x bình nhận OX làm trục đối xứng.
nhận vô ích làm chủ đối xử, đúng hay sai. Các em chú ý, đón nhận vô ích làm chủ đối xử là đúng hay sai. Thì các em chú ý cái này là sai nhé. Đón nhận vô ích, vô y, đúng không? Ví dụ thì hàm số này nó nhận vô y, hàm số ở đây mà các em chú ý là rất là sai chứ thì lỗi một chút. Nó nhận vô ích làm trục đối xứng là gì? Là sai, là thích của người ta. Tương tự, các em để ý, nếu điểm mà có tốc độ là âm 4 và âm 8, có hoành độ là âm 4, trung độ là 8, âm 8, thuộc đồ thị hàm số y và âm 1 phần 2 x bình, thì điểm mà phải có tọa độ là 4, hoành độ là 4, trung độ bằng 8 cũng thuộc đồ thị hàm số, hay là đúng hay sai? Câu trả lời là sai nhé. Vì hai cái điểm này nó phải có nó đối xứng nhau qua hoành độ và trung độ, như vậy là trung độ của chúng ta có giá trị bằng nhau cùng hoành độ. Em chú ý có thể là cái đồ thị hàm số này nó luôn nằm ở phía dưới của trục hoành, như vậy là trung độ của nó luôn nhỏ hơn không? Ở đây chúng ta tiếp đây là sai. Và tương tự, nếu điểm N có độ là 3 và 3, 3, 3 thuộc đồ thị hàm số y bằng 1 phần 3 x của 3, thì điểm N phải có tọa độ là âm 3, âm 3 cũng thuộc đồ thị hàm số. Vậy này là sai nha, vì trung độ của chúng phải bằng nhau. Em chỉ là sai. Các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu sơ qua về một vài cái đặc điểm của đồ thị hàm số y bằng ax bình phương. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài số 5 ở trong sách giáo khoa. Các em chú ý, trước khi đi làm bài số 5 thì các em chú ý rằng cho thầy là trong thực tế của chúng ta có một số những các cái vật dụng công cụ nó có ứng dụng của parabol như các em vừa học. Nó có dạng của parabol như đây là cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hay là parabol của anten phân chẳng, vân vân. Cái này nó có hình dạng của parabol. Bây giờ các em làm bài số 5 sách giáo khoa trang 37. Các em để ý là bài số 5 sách giáo khoa trang 37 chúng ta có cái gì? Mình cho cái hàm số, cho các cái hàm số y bằng 1 phần 2 x bình và y bằng x bình hay là y bằng 2 x bình, và người ta bảo chúng ta là hãy vẽ đồ thị của ba cái hàm số này trên cùng mặt thẳng tọa độ. Các em chú ý là muốn vẽ thì chúng ta sẽ phải tìm ra hay lập ra một cái bảng các cái giá trị các tương ứng của các cái cặp số x và y, và chúng ta đi tìm các cái cặp số x và y tương ứng của các cái hàm số này, và sau đó chúng ta sẽ vẽ chúng vào trên cùng mặt trục tọa độ, và chúng ta sẽ dùng 7 cái điểm có cái hoành độ lần lượt là âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3. Sau đó chúng ta đi tìm các cái trung độ tương ứng. Và thầy đã tìm ra các cái trung độ tương ứng của nó ở trong bảng trên. Và bây giờ chúng ta lấy ra các cái điểm mà sau đó thì chúng ta vẽ nó trên mặt trục tọa độ. Chúng ta được các cái tọa độ như ở trên mô hình của ven. Đây là ý A. Thế còn ý B, chúng ta bảo cái gì? Ý B chúng ta bảo như sau. Từ cái vị trí x bằng âm 1 phần 5, hãy vẽ các đường thẳng, vẽ đường thẳng vuông góc với trục với và cắt ba cái đồ thị hàm số lần lượt là tại các điểm A, B và C, và từ ba cái điểm A, B, C đấy lần lượt vẽ các cái đoạn thẳng vuông góc với trục OY. Này rất là dễ đúng không các em? Đó. Đấy, ví dụ là chúng ta làm như sau, chúng ta dùng thước. Đây thầy vẽ trên màn hình như vậy, này không có thước, đây là 1,5 này các em. Đây là âm 1,5. Từ âm 1,5 này, chúng ta bây giờ chúng ta làm gì?
nó gióng lên, gen chú ý, nó gióng lên và nó sẽ cắt cái ba cái hàm số này tại cái điểm ở đó, gen chú ý. Thì cái điểm mà chúng ta vẽ ra trên đây chúng ta sẽ được một cái điểm, gen chú ý nhé. Và chúng ta gióng sang thì chúng ta sẽ được gióng sang bên này, chúng ta sẽ được tung độ của cái đồ thị hàm số thứ nhất, và từ cái đồ thị này ta gióng sang ta được tung độ của số thứ hai, và từ cái điểm này chúng ta gióng sang ta được tung độ của đồ thị hàm số thứ ba. Em chú ý, em hình dung ra nào, nào. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp là tương tự với như câu B. Bây giờ chúng ta là xác định cái điểm có hoành độ ở đây là bằng 1,5, thì em cũng làm tương tự, có độ hoành độ 1,5 thì em kéo lên và em xác định các điểm A phải, B phải, C phải, em kéo lên, kéo lên đây. Vẽ nó không chính xác, và tay thì vẽ nó không chính xác, thì em vẽ lên. Và tương tự như thế thì em gióng sang thì em ở đây em có điểm thứ nhất này, gióng từ đây sang em điểm thứ hai, gióng ở đây sang em tốc độ điểm thứ ba. Đó, các ví dụ A và phần B là như vậy. Thế còn phần C thì người ta phần C là như vậy, bây giờ sang phần D thì các em chú ý này. Do A ở đây lớn hơn 0 nên hàm số nào mà do các cái A ở đây đều có giá trị lớn hơn 0, các em chú ý, cho nên là các cái hàm số này sẽ có cái giá trị là nhỏ nhất là tại y bằng 0. Và từ cái y bằng 0 này ta thay vào, chúng ta sẽ tìm ra cái giá trị của x, và tất nhiên là x sẽ bằng 0, các em chú ý. Nó hình dung ra là bài số 5 như này. Rồi.